Chào các bạn, trong video này Blog giảm giá sẽ chia sẻ với các bạn những chương trình sẽ được diễn ra trên Shopee vào ngày 25 tháng 6 tới đây. Thực ra thì các bạn có thể tìm hiểu nó ở trong cái link đón chờ siêu sale mà mình để dưới phần mô tả video nhé. Nhưng mà tại đây mình sẽ nhắc lại và chia sẻ thêm cho các bạn một số kinh nghiệm để các bạn có thể săn được những cái voucher hot, những cái sản phẩm ngon trong cái ngày 25 tháng 6 tới đây trên Shopee nhé. Chương trình đầu tiên mà mình nghĩ là các bạn nên quan tâm đó chính là săn mã free ship cho đơn từ 0 đồng. Ngày bình thường thì nó chỉ giảm 10k thôi, nhưng mà vào ngày 25 tháng 6 thì nó sẽ được giảm thành 15k, tức là nhiều hơn 5k. Và cái mã free ship đơn từ 0 đồng này thì nó hợp nhất khi mà các bạn kết hợp với lại đơn hàng có giá trị 1k hay là 0 đồng hoặc là 9k, 7k gì đó. Và các bạn lưu ý cho mình 6 khung giờ mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình này nhá. Trong 6 khung giờ này thì Shopee nó sẽ tung ra mã free ship. Cái mã này ấy, sau khi lưu xong thì các bạn phải sử dụng ngay, nếu không nó sẽ hết lượt đấy nhá. Phần quan trọng tiếp theo mà mình muốn nhắc cho các bạn đó chính là săn các cái voucher bất ngờ vào ngày 25 tháng 6. Thì vào khung giờ 0 giờ và 12 giờ ấy, sẽ có siêu voucher hoàn 777 cao su. Thì để săn được cái voucher này, mình nghĩ khả năng cao sẽ là lưu trên banner chứ không thể nhập tay được. Và mình sẽ tiết lộ cho các bạn biết trước cái voucher này trên trang tổng hợp mã giảm giá Shopee của Blog giảm giá hoặc trên các kênh mạng xã hội của Blog giảm giá tầm độ khoảng 30 phút. Tức là nếu voucher tung ra lúc 0 giờ ấy, thì mình sẽ tiết lộ cho các bạn trước cái cách sử dụng, cách lưu nó vào tầm độ khoảng 23h30 ngày 24 tháng 6. Khung giờ 12 giờ cũng tương tự như vậy. Ngoài ra thì các bạn cũng lưu ý cho mình 4 khung giờ 9h, 15h, 18h và 21h sẽ có voucher hoàn 77 cao su. Thì những cái loại voucher này mình cũng sẽ tiết lộ trước cái khung giờ nó tung ra tầm 30 phút, cho nên các bạn nhớ theo dõi các kênh mạng xã hội của mình nha. Cái voucher bất ngờ này cũng vậy, nó sẽ được tung ra vào lúc 10 giờ 16 giờ. Nhìn chung là các bạn nhớ giúp mình này, 0 giờ này, 9 giờ này, 10 giờ này, 15 giờ, 18 giờ và 21 giờ. Cái chương trình hàng hiệu giảm 50% này thì mình nghĩ là nó quá quen thuộc đối với tất cả mọi người rồi, nên mình cũng không nói nhiều nữa. Đại khái là cái chương trình hàng hiệu giảm 50% này ấy, nó sẽ giảm cho những cái sản phẩm chính hãng được bán trên Shopee và được Shopee trợ giá. Để nhận biết được cái sản phẩm nào thuộc cái chương trình hàng hiệu 50% ấy, thì các bạn nhìn cái bí kíp săn hàng hiệu giảm tới 50% mà mình đang hiển thị ở trên màn hình đấy ạ. Khi mà nó có cái logo giảm hàng hiệu giảm 50% này thì cái sản phẩm đó nó sẽ được Shopee trợ giá và nó đang có giá tốt nha các bạn nhé. Mà nói là giảm 50% thôi chứ thực ra thì nó không giảm nhiều đến vậy đâu, giảm tầm độ khoảng 3-4-10% đã là tốt lắm rồi. Khi mà các bạn mua những cái sản phẩm hàng hiệu giảm 50% này thì mình cũng lưu ý đến các bạn là các bạn nên so sánh nó với những cái gian hàng chính hãng ở trên Tiki hay là Lazada để tránh bị hớ nha. Ngoài những cái voucher vào ngày 25 tháng 6 trên ấy, thì cũng có những cái voucher mà các bạn có thể tiến hành lưu ngay bây giờ. Trong đó là có hoàn 10% xu tối đa 100 cao su cho đơn hàng từ 500k trở lên. Và voucher tiếp theo là hoàn 100% xu tối đa 20 cao su cho đơn từ 99k trở lên. Cái voucher này thì ngay từ bây giờ các bạn đã có thể lưu nó rồi. Các bạn bắt buộc phải lưu nó trên banner nhé. Và nó sẽ có hiệu lực vào lúc 0 giờ ngày 25 tháng 6. Cái mẹo để săn những cái voucher kiểu như này thì mình đã có một bài viết rất là chi tiết rồi. Các bạn có thể tham khảo cái bài viết đó mà mình để dưới phần mô tả của video này nha. Ngoài ra thì còn có cái chương trình đó khác nữa, đó là săn voucher trước giờ G nữa. Cái voucher này nó sẽ xuất hiện vào lúc 23 giờ và 23 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6. Bao gồm có hai giá trị thứ nhất là hoàn 150 cao su và giá trị thứ hai là hoàn 300 cao su. Theo mình thì đơn hàng tối thiểu của nó cũng phải tầm khoảng 500.000 đến 1 triệu đồng thì mới có thể áp dụng được cái loại voucher này nhá. Những cái voucher này ấy, thì các bạn cứ lưu trên banner, sau đó là nhanh tay sử dụng. Cái cách săn cái loại voucher trước giờ G và cái voucher lưu sớm 100 cao su này này nó cũng tương tự như nhau thôi. Bên cạnh đó thì nếu mà bạn nào chưa sử dụng ví Shopee Pay thì nhanh chóng đăng ký sử dụng ví Shopee Pay đi nhá, bởi vì là khi mà các bạn lần đầu tiên sử dụng và liên kết ví Shopee Pay với Shopee ấy, thì sẽ được ưu đãi rất là nhiều nhé. Và cụ thể là vào 25 tháng 6 tới đây sẽ được giảm 100k cho đơn hàng đầu tiên luôn. Nếu mà bạn chưa biết cách đăng ký sử dụng ví Shopee Pay để thanh toán đơn hàng trên Shopee ấy, thì hãy tham khảo cái bài viết mà mình để ở dưới phần mô tả của video này nhé. Trong bài viết đó thì mình đã chia sẻ cái cách đăng ký và sử dụng ví Shopee Pay một cách rất là chi tiết rồi. Còn một chương trình nữa cũng rất là hot dạo gần đây, đó chính là cái chương trình săn bia. Cái thùng bia này bình thường ấy nó có giá là 420k, thế nhưng mà nếu mà các bạn săn được cái voucher của nó trị giá 420k luôn thì các bạn có thể mua được cái thùng bia này với giá 0 đồng. Tuy nhiên là cái đấy là chưa tính phí vận chuyển nhá. Thường thường thì phí vận chuyển của nó vào tầm độ khoảng hơn 100.000 nữa. Nhìn chung là vẫn còn lời chán.
Và trong ngày mai ngày 25 tháng 6 ấy, thì sẽ còn tầm độ khoảng 2.000 thùng nữa. Cách săn được cái thùng bia này ấy, thì mình cũng đã hướng dẫn ở trên group hội săn deal rồi, cũng như là fanpage blog giảm giá mình đã có bài hướng dẫn chi tiết rồi. Các bạn là tham gia cái group đó, sau đó là tìm kiếm để đọc được cái hướng dẫn của mình nhé. Nhìn chung là nó cũng đơn giản thôi. Và ở cái trang chương trình này thì nó cũng đã hướng dẫn một cách chi tiết cái cách để các bạn có thể tham gia cái chương trình này rồi. Tuy nhiên thì mình có một vài lưu ý quan trọng đối với các bạn như sau. Thứ nhất là cái chương trình này nó sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng ngày 25 tháng 6. Thứ hai là các bạn cần phải lưu được cái voucher này thì mới có thể săn được. Và cái cơ hội săn được ấy, nó tùy thuộc vào sự may mắn của bạn. Ngoài ra thì để có thể mua được cái thùng bia này thì các bạn cần phải sử dụng hình thức thanh toán trả trước nhá, không được thanh toán khi nhận hàng đâu ạ. Dạo gần đây thì mình thấy cái Shopee Premium này nó rất là ngon nhé các bạn nhé. Và vào ngày 25 tháng 6 này trong cái khung giờ từ 0 giờ đến 2 giờ cũng sẽ có một số cái shop tham gia và họ đưa ra cái chương trình là mua một tặng một nhé. Đây là các shop tham gia này. Đấy, mình nhìn thấy chủ yếu là mỹ phẩm với lại thời trang thôi. Tuy nhiên ấy, thì những cái shop dạng này thì đều là những cái shop sở hữu các thương hiệu cao cấp nha, cho nên giá của nó cũng không hề rẻ đâu ạ. Như vậy là mình đã cùng các bạn điểm qua những cái voucher cũng như là những chương trình sẽ được diễn ra vào ngày 25 tháng 6 tới đây ở trên Shopee. Nếu mà bạn có bất kể thắc mắc gì cần phải giải đáp ấy, thì hãy để lại bình luận dưới phần comment của video này, mình sẽ giải đáp ngay khi có thể. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.